đang có mặt ở vùng đất được mệnh danh là xứ sở ngọt ngào của tỉnh Thanh Hóa, nơi một loại đặc sản được tạo ra bởi những tinh hoa của đất trời. Chào mừng các bạn đến với những cánh đồng mía rộng lớn của huyện Thạch Thành. Thật không quá lời khi nói mía Kim Tân là sản vật trời ban cho vùng đất Thạch Thành, làm bao du khách gần xa phải say lòng và khoái khẩu. Tuy nhiên mục đích chính ngày hôm nay không phải là anh đưa Hân đi ăn mía đâu đấy nhá. Vậy đi đâu hả anh? Đi đi, anh sẽ bật mí cho. Vâng ạ. Cánh đồng mà chúng tôi ghé thăm là của gia đình chị Thủy, thuộc thôn Xuân Thành, xã Thành Thực. Ngày hôm nay, những cây mía cuối cùng của mùa vụ đang được thương lái khẩn trương thu mua. Chơi mía Kim Tân thì mình ngày xưa là đặc sản tiến vua ấy, thì có cái gì đặc biệt hơn so với những nơi khác không ạ? Mía ở Kim Tân thì giống đó thì rảo mà thân cây tròn to, mà ăn vào nó thơm, riêng chỉ trồng được ở như đất đỏ thôi. À, mà em thấy bảo là ăn cái mía này nó còn rất là tốt cho sức khỏe đúng không chị? Ví dụ như đi phun thuốc sâu về bị nhiễm độc á, ăn đốt mía vào là nó giải được độc ngoài cơ thể, với lại đặc hạ được men gan. Hạ được cả men gan nữa cơ. Theo chị Thủy, do năm nay hạn hán nên cây mía không được đẹp lắm. Chứ nếu được tắm nước đầy đủ thì thân mía sẽ tròn lẳn như cổ tay người con gái đương độ Xuân Thì. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục hành trình đi và cùng tìm hiểu xem là còn cái điều gì thú vị xung quanh cây mía Kim Tân này. Và đây là điểm đến tiếp theo, chúng tôi đang có mặt ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nơi có di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Hóa ra, thứ đặc sản mà anh Tùng nhắc đến không có gì xa lạ. Đó chính là món chè lam phủ quảng, thức quả dân dã đã có trong danh sách 50 món quà tặng đặc sản Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố. Hân này, anh nghĩ là mình nên chia nhau ra để đi tìm bí quyết làm món chè lam, em có đồng ý không? Em rất là thích ý tưởng này của anh, em sẽ đi và em sẽ tìm ra trước anh. Được rồi, hẹn gặp lại. Thôn 3, xã Vĩnh Thành hiện có khoảng hơn 10 hộ đang sản xuất chè lam. Tôi tìm đến nhà chú Lê Văn Loan đã có nghề gia truyền 3 đời để tìm bí quyết ẩn sau món chè đặc sản này. Bây giờ thì Hân đang rang một thứ mà trông rất là giống mè đen nhưng mà thực sự thì nó là cát. Chú ơi chú, tại sao cái này mình không rang gạo trực tiếp luôn mà mình lại phải rang chung với cái cát ạ? Tức là nếu mình rang thêm cát thì nóng đều hột gạo sẽ chè ra được. À, tức là cái cát này là nó chỉ là cái bước phụ trợ cho để, cái để mình rang gạo thôi à? Để cho nóng. Các bạn thấy như thế nào là đạt tiêu chuẩn ạ? Để cát ví dụ như các chú mà thử tay vô thấy nóng bảo là thử được nóng lắm cho được. Rồi. Theo mách nước của những người dân thì gia đình chú Sơn ở thôn 2 vẫn còn làm chè lam theo phương pháp thủ công. Tôi nghĩ chú sẽ cho tôi câu trả lời chính xác nhất. Chú ơi, cho thấy cái mùi gừng thì rất là rõ rồi. Nhưng mà ngoài ra cái nguyên liệu đặc biệt để khiến nó chè lam ngon là cái gì hả chú? Quan trọng nhất là mật mía. Mật mía phải lấy từ của mật Kim Tân. Thứ hai là phải có gạo nếp. Gạo nếp của nó phải làm bằng gạo nếp hoa cau. Ngày xưa khi mà tôi còn nhỏ làm bánh rán hay là bánh trôi với mẹ thì bao giờ nguyên liệu cũng bị ngót đi một phần. Nhưng ở đây không khí làm nhanh như thế này thì không có cơ hội nào cả. Có đứng ở trong gian bếp nhỏ này bạn mới thấy tốc độ làm việc nhanh như thế nào. Bởi mỗi mẻ chè lam chỉ làm gói gọn trong khoảng 10 phút và cần tới 3 người thuần thoát đôi tay. Sau một thời gian phụ việc cho gia đình của chú Sơn thì tôi nghĩ mình đã phần nào nắm được bí quyết để làm nên món chè lam thơm ngon. Giờ đã đến lúc để gặp lại các bạn đồng hành của tôi rồi. Đây rồi, cuối cùng thì Hân đã về. Đây cho anh Tùng. Đấy, chà, cũng có sản phẩm. Hơn biết không, anh đã khám phá ra cái điều quan trọng để làm nên món chè lam ngon ấy, đó chính là nguyên liệu mật mía Kim Tân. Em thì khám phá ra rằng cái nguyên liệu quan trọng nhất đó là chọn loại gạo. À, thế thì được rồi, tôi nghĩ là phải kết hợp tất cả hai yếu tố này mới có thể làm nên món chè lam thơm ngon được. Thử miếng chè lam giòn giòn, thấy cái vị gạo nếp bùi bùi lẫn trong vị ngọt của mật mía và hương gừng cay. Nhấp ngụm nước chè chan chát, tất cả hòa quyện với nhau một cách tự nhiên nhất. Tôi nghĩ rằng bạn nên trực tiếp trải nghiệm một lần xem sao.